Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Mùa Xuân và Tuổi Thơ do các em thiếu nhi của câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay trong mùng năm Tết. Và chương trình này cũng sẽ được phát hình qua hệ thống của đài IBC TV, cũng như là quý vị đang theo dõi trực tiếp qua hệ thống livestream của đài IBC TV, cũng như là livestream của chị Tâm An gửi đến quý vị trên khắp nơi để biết về những sinh hoạt. Chắc chắn quý vị xem qua những tiết mục của các em trình diễn cho đến thời điểm này, phải nói là tiếng hát của các em, phần trình diễn của các em đã đưa chúng ta về không khí, về những kỷ niệm, những ký ức tuổi thơ, về mùa xuân. Chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với Cao Minh Hưng, có được những cái phần trình diễn này là sự phụ giúp rất nhiều của các phụ huynh, và chắc chắn phần trình diễn của các em không thể thực hiện được, không thể thiếu được với sự hướng dẫn của các cô giáo. Và một trong những cô giáo đã hướng dẫn các em rất nhiều trong 2 năm vừa qua đó chính là cô Lisa, xin cô Thùy Châu. Thùy Châu là một người phải nói là đến với chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ từ đầu. Xin cô Thùy Châu có thể chia sẻ cảm nghĩ của Thùy Châu. Như chúng ta biết là đến mỗi một mùa Tết đến thì không khí rộn ràng thì chúng ta không thể nào mà không nghe những cái bài hát Tết mà mình cảm thấy trong lòng mình là nhắc nhở chúng ta là mùa Tết đã đến rồi. Thì trong đó có bài Xuân Đã Về của Minh Kỳ. Thì cái bài đó là cái bài mà mỗi năm Tết mà Thùy Châu ở nhà mà bắt đầu mình nghe đâu đây những bài hát đó thì mình cảm thấy rất là, mình thấy không khí Tết mình rất là vui. Cho nên năm nay thì các em cũng được hướng dẫn một cái bài về Tết, đó là bài Xuân Đã Về của Minh Kỳ. Thì các em cũng học rất là nhanh, và sau đây các quý vị sẽ được thưởng thức các em trình diễn còn nhiều hơn cái mong đợi của cô Thùy Châu để hướng dẫn các em nữa. Và trong này thì phụ huynh là cũng đóng góp một phần trong cái sự giúp đỡ cho sự dạy dỗ cho các em để cho các em trình diễn tốt hơn. Cảm ơn. Dạ, kính thưa quý khán thính giả và các bạn, xuân đã về, xuân đã về. Khi nói đến xuân thì chúng ta nghĩ đến Tết. Khi nói đến Tết thì chúng ta luôn mong muốn có nhiều niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với mỗi người và mỗi gia đình. Sau đây con kính mời quý khán thính giả và các bạn cùng thưởng thức bài múa Xuân Đã Về của nhạc sĩ Minh Kỳ, do nhóm múa Princesses rất dễ thương của các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Xuân đã về kia, bao ánh xuân về tràn lan mây mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thức tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về ta hát vang lên câu ca mừng chào.
chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết ca. Cảm ơn đến với hội trưởng câu lạc bộ tình nghệ sĩ, anh nha sĩ Cao Minh Hưng của chúng tôi. Cảm ơn anh thật nhiều. Và kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình của đài IBC TV. Thưa quý vị, như quý vị đang theo dõi chương trình thì thấy rằng các em thiếu nhi của chúng ta, phải nói trước hết là tiếng Việt học đã là khó rồi, mà bây giờ các em như những màn múa vừa qua, các em là nghe được nhạc Việt Nam và múa theo. Thưa quý vị, thật là một, phải nói là một cái công sức. Trước hết là cái sự khuyến khích của cha mẹ của các em. Thứ nhì nữa là các em cũng cố gắng. Các em rất là thông minh và cố gắng. Như Lisa đã sinh hoạt với các em thì các em đã cho mình một cái may mắn là mình được trẻ trung cùng với các em. Những tiếng cười, những cái sự mà duyên dáng của các em khi các em hiểu được một chút tiếng Việt đó, thì thật là duyên dáng. Và rồi các em bây giờ thì hát hợp ca, hát solo và múa những bản múa truyền thống Việt Nam, cũng như là những bản múa mà bài múa mà phải nói là tiếng Việt và những điệu nhạc rất là khó, thưa quý vị. Và các em đã hoàn thành được những bài múa đó, thì chúng tôi xin quý vị hãy cùng với chúng tôi cùng yểm trợ các em, cùng nâng đỡ các em. Và chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ rất mong muốn quý vị lúc nào cũng có mặt bên các em để nâng đỡ các em. Đây là những mầm non mà chúng ta cần có để nối tiếp chúng ta sau này. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều và cảm ơn đến hội trưởng Cao Minh Hưng. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị Lisa Trần. Cái thưa quý vị, nói đến sự ủng hộ, nâng đỡ tinh thần, thì chúng tôi cũng qua hệ thống của đài livestream của chị Tâm An cũng như là chị IBC, đài IBC TV, chúng tôi cũng mời đến đây để cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị từ trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như là các hân hữu ở khắp nơi luôn luôn gửi những lời khuyến khích, động viên tinh thần cho các em, cũng như là những anh chị trong ban văn nghệ như là anh Đắc Đinh, những người đứng đằng phía sau sân khấu, anh Phạm Ngọc Lân, anh Phạm Hoàng, anh Trần Hồi Hiệp, rất nhiều anh chị đứng đằng sau hậu trường, nhưng luôn đây là những người chúng tôi không thể thiếu được trong những sinh hoạt của các em, để đưa những hình ảnh, những sinh hoạt của các em đến khắp nơi trên toàn thế giới. Và một lần nữa để khuyến khích tài năng trẻ của tài năng của MC Evelyn, thì mời Evelyn tiếp tục giới thiệu chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, kính thưa quý khán thính giả đang xem chương trình Tết hôm nay. Khi nói đến Tết thì Evelyn rất vui. Vui vì mình được lì xì, được mặc áo dài mới để đi chúc Tết ông bà và cha mẹ. Evelyn được đi chùa cầu phúc bình an cho gia đình và mọi người. Evelyn còn được tham gia rất nhiều chương trình múa hát rất là vui. Sau đây, con kính mời quý khán thính giả và các bạn cùng thưởng thức bài múa Vui Như Tết sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, do nhóm múa Angels thật dễ thương của các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ.
nhìn ra ngoài phố, mùa đông đã qua rồi, chờ xuân hé môi cười để ta hé không ngại. Chiều qua thềm, người ta rộn rã chúc Tết trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hên, lũ chim non vui mừng, cho đón năm mới thêm tưng bừng, hót lên không ngại ngần, rằng Tết đến theo mùa xuân, Tết vui trong yên bình, vui bánh trưng quá hương gia đình, bố đang ăn mứt dừa, mẹ tí tách cắn hạt dưa, và khai là Tết đã đến mùa xuân rộn rã cánh em. Và con hàng xóm nao nức đi chùa, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới hè. Hạnh phúc quyến luyến, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm.